Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cây đèn của IKEA. Cái này là đèn floor light, tức là đèn sàn, có tên là Solefty. Và cái này mình mua của IKEA Thái Lan, do vậy nó không có kèm ba cái bóng đèn. Mình phải mua riêng ba cái bóng đèn ở ngoài. Cái đèn này, cái lớp phía bên ngoài này được làm bằng bằng giấy, có hai lớp. Lớp trong là có hai lớp, lớp trong và lớp ngoài. Lớp ngoài được đục những cái lỗ nhỏ nhỏ và lớp trong không được lỗ, để cho khi bóng đèn, cái ánh sáng mình bật đèn lên nó không có bị xuyên ra ngoài, nó sẽ làm cho ánh sáng rất là dịu. Bây giờ mình sẽ mở cái đèn này ra và gắn lên cho các bạn coi nhé. Đây là cuốn sách hướng dẫn cách mình gắn cái đèn này. Đây là cái lồng phía ngoài. Còn đây là những cái gắn trong thân đèn. Cái này là cổng dây và công tắc. Đế đèn. Cái đế đèn này được làm bằng nhựa tổng hợp và bê tông nên nó rất nặng, nó để giữ cho cây đèn cân bằng, nó không có bị đổ. Đây, đầu này. Bước số 2 là cái cây ở giữa, không phải cây trên đầu, cây ở giữa. Hai cái này giống nhau, mình gắn cây nào cũng được. Rồi bước số 3, mình sẽ gắn cây phía trên cổng này. Đến bước số 4, mình sẽ gắn cái cổng dây này. Cái này thì nó có 3 cái đuôi đèn. Mua của IKEA thì họ thì comment mình dùng cái đèn có kiểu I14 này. Sau khi gắn bóng đèn và cái thân đèn,
việc số 7 là mình sẽ tháo cái nút phía trên này ra. Với nút số 8 mình sẽ tháo cái lồng đèn này để chụp vô. Xoay cái này vô. Giờ mình có hai cái móc, mình sẽ cắt móc vô. Móc luôn vậy. Mình cắm điện. Rất là đẹp đúng không?